Tiếp theo là thầy nói về phép nhân ma trận với một số. Chủ đề này cũng đơn giản thôi, giống như phép cộng giữa hai ma trận thôi, cho nên chúng ta cũng chỉ mất ít phút. Chúng ta cho trước cái ma trận A. Và hằng số K. Nhưng với điều kiện là K phải khác không? Đấy. Thì chúng ta sẽ có phép toán lấy K nhân với ma trận A thì sẽ ra một cái ma trận B. Đấy, lấy một cái hằng số K nhân với ma trận A thì ra một ma trận mới gọi là ma trận B. Đặc điểm là nếu ma trận A có kích thước M nhân N, tức là M hàng là cột, thì ma trận B cũng có kích thước M nhân N. M hàng, N cột. Hai cái này có cùng kích thước như nhau. Nhá. Và em đặc biệt chú ý đến cái chuyện là hằng số K này nó phải khác không thì mới được. Chúng ta không thể lấy một số 0 nhân với một ma trận được. Đấy. Cái độ dòng thứ nhất là như vậy. Cái độ dòng thứ hai là về quy tắc nhân. Một số với một ma trận. Thì ở đây chúng ta lấy K nhân với từng phần tử trong ma trận A thì sẽ ra phần tử tương ứng của ma trận B. Tức là lấy hằng số K nhân với phần tử Iz, tức là phần tử ở hàng thứ Y của thứ Z của ma trận A đem nhân với hệ số K thì ra cái phần tử ở hàng thứ Y của thứ Z của ma trận B. Đấy. Các phần tử cùng thứ tự số hàng, số cột nhé. K nhân Iz, tức là lấy hằng số K nhân với mọi phần tử của ma trận A thì ra các phần tử tương ứng của ma trận B. Được chưa? Cái đầu dòng thứ ba. Ví dụ chúng ta có ma trận A cho kích thước nó nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. 2 1 5 4 3 trừ 2 8 0. Đấy. Ma trận A có kích thước là hai hàng và 1 2 3 4 cột. Thế thì và hằng số A là hằng số là K bằng 3 chẳng hạn. Thì khi đó là K lần ma trận A sẽ bằng cái gì? Tên lấy 3 nhân với từng phần tử của ma trận A sẽ là 3 nhân 2 là 6. Thằng này ở hàng 1 cột 1 thì kết quả của thằng này cũng là hàng 1 cột 1. Thằng này ở hàng 1 cột 2 thì ta lấy 3 nhân với 1 là 3. Nó cũng phải ở hàng 1 cột 2. 3 nhân với 5 15. 3 nhân với 4 12. Đấy, nó có cùng số hàng và cùng số cột tương ứng. Thằng này ở hàng thứ 2 và cột thứ nhất đem nhân với 3, 3 nhân 3 là 9. Thì kết quả cũng nằm ở hàng thứ 2 và cột 1. Thằng này nằm ở hàng thứ 2 và cột 2. Đấy, 3 nhân với trừ 2 thì ra trừ 6, trừ 6 cũng là cái phần tử nằm ở hàng 2 cột 2. 8 nhân với 3 24. Và 3 nhân với 0 là 0. Dễ quá. Đúng nào? Đấy. Đấy, đấy là cái phép nhân một số với một gì? Với một ma trận. Và nhớ rằng cái đó số đó là khác không? Chuyện này nó xuất phát từ cái nguyên tắc là gì? Có từ bậc trung học phổ thông ấy, là khi chúng ta nhân hai vế của một phương trình với cùng một số, số đó phải khác không? Thì sẽ được một cái phương trình mới tương đương với phương trình đã cho. Nhé. Đấy. Và lưu ý rằng là bên cạnh phép nhân thì cũng có phép chia. Chia hai ma trận, chia lấy ma trận chia cho một số. Người ta không không nói đến phép chia, nhưng chúng ta phải tự hiểu rằng trong đại số thì phép chia chẳng qua là nghịch đảo của phép nhân thôi. Đấy. Chia cho 3 thì chẳng khác gì như nhân với 1 phần 3. Chia cho 1 phần 7 thì chẳng khác gì như nhân với 7. Cho nên người ta không nói đến gì, đến lấy ma trận mà chia cho một hằng số nữa, mà chỉ nói đến nhân thôi, là vì thế nhé.
Không có nhiều chuyện để mà bàn, cho nên chúng ta kết thúc tiết học ở đây.